Utah York International Airport, Taipei, Taiwan. The local time is 5:45 PM and the outside temperature is around 18 degrees Celsius. Sau khi làm thủ tục nhập cảnh xong thì cô tìm đến quầy SIM card và thẻ giao thông EasyCard để đổi thẻ. Quầy này nằm ngay lối đi vào sân ga luôn nhé mọi người. SIM và EasyCard thì mình mua trước ở Việt Nam, họ sẽ gửi cho mình một cái email trong đó có mã QR code. Mình đến quầy đưa cái mã QR code này để lấy SIM card thôi, rất là dễ dàng. Từ sân bay đầu viên vào trung tâm thành phố và chính xác là vào ga Taipei Main Station thì bạn sẽ có hai line, màu xanh dương là tàu chậm và màu tím là line tàu nhanh. Line màu tím đi vào Taipei Main Station thì chỉ mất 35 phút thôi, bạn có thể sử dụng thẻ EasyCard để đi chặng này rất là thuận tiện. Còn nếu không có thẻ EasyCard thì sao? Không vấn đề gì cả, bạn có thể mua vé lẻ ở các cái máy bán vé tự động đầu kia nhé. Tàu nhanh line màu tím có ghế bố trí rất là rộng rãi, có chỗ để hành lý thuận tiện. Lúc này là giờ cao điểm nên là mình phải đứng 35 phút từ sân bay vào trung tâm. Ok, không vấn đề gì. Đằng nào thì mình cũng vừa ngồi một chặng rất là lâu. Bây giờ đứng thì cũng không sao mà. Mình book khách sạn ở khu Ximending, từ Taipei Main Station đi vào khách sạn thì đi bộ khoảng 5 phút thôi, khá là thuận tiện. Đây là khu vực rất sầm uất ở Taipei đó mọi người. Khách sạn York House Design nằm trên tầng 4 của một tòa nhà. Vị trí khách sạn ở khu Ximending này rất sầm uất. Mặc dù khách sạn có không gian nhỏ nhưng mà tiện nghi, giá cả hợp lý, vị trí thuận tiện. Đây chính là những yếu tố khiến mình quyết định book khách sạn này. Căn phòng có thiết kế hiện đại, màu trắng sạch sẽ, giường ngủ dành cho hai người. Tuy nhiên nếu mà hai người đều trên 70kg thì mình nghĩ sẽ rất khó khăn để bạn có thể có một giấc ngủ thoải mái bởi vì giường hơi chật nha. Mình hầu như hài lòng về mọi thứ của khách sạn, ngoại trừ khu vực nhà tắm thì rất là nhỏ. Ôi trời ơi, đây là cái phòng tắm nhỏ nhất trên thế giới mà mình từng thấy luôn. Nó rất nhỏ và chật chội, vượt xa hơn cả những khách sạn vốn được biết đến là nơi có diện tích nhỏ như Nhật Bản hay Hồng Kông mà mình từng ở. Vị trí tuyệt vời của khách sạn chính là lý do lớn nhất khiến mình chọn khách sạn này. Đây là khu Ximending sầm uất, nhiều quán ăn, nhiều cửa hàng trà sữa, cửa hàng tiện lợi. Bạn có rất là nhiều sự lựa chọn vui chơi ăn uống ở khu vực này. Một quán cơm gà đối diện khách sạn với hương vị địa phương, một phần cơm như thế này là khoảng 110 đại tệ, tức là 3.5 đô la và 85 ngàn Việt Nam đó mọi người. Bạn mất khoảng 15 phút đi bộ từ khách sạn đến khu trung tâm giải trí mua sắm sôi động về đêm của Taipei. Đây chính là khu Ximending. Đây là một cái khu tổ hợp gồm các cửa hàng thời trang sành điệu, các quán ăn, những cửa hàng bán đồ ăn vặt, các quán trà sữa cùng với các hoạt động văn hóa về đêm rất là bắt mắt luôn. Tất cả các hoạt động diễn ra rất là sôi động, màu sắc, trong tiếng nhạc ầm ĩ dội ra từ các cửa hàng. Quả thực rất thiếu sót nếu đến Taipei mà bạn không ghé qua đây để trải nghiệm cuộc sống về đêm sôi động đặc trưng của Taipei như thế nào. Ngay trong khu chợ đêm Ximending, bạn sẽ tìm thấy một cửa hàng bánh Mr. Ho Shop rất nổi tiếng. Ở đây có hầu hết các loại bánh nổi tiếng của Đài Loan như bánh dứa, bánh khoai môn, bánh lá hành. Cửa hàng này được yêu thích và là sự lựa chọn của rất nhiều du khách bởi vì giá nó rẻ, nhiều lựa chọn. Và đặc biệt, bạn sẽ được ăn thử trước khi mua nha. Các loại bánh ở đây không phải là ngon nhất Đài Loan, tuy nhiên, xét về khía cạnh giá thì nó là một sự lựa chọn tốt nếu bạn có ngân sách hạn chế. Ngay sát bên cửa hàng bánh, mình tìm thấy một quán chè tuyệt hảo. Không chỉ thế, họ có cả một thực đơn menu các loại kem, các loại bingsu rất là mát lạnh để bạn lựa chọn. Thử một chút thôi nào, có vẻ ngon đấy.
Lịch trình của mình ngày hôm nay là các điểm tham quan gần khách sạn, và vì thế mình sẽ đi bộ rất nhiều để di chuyển giữa các điểm đó. Nhưng mà không sao, thời tiết Taipei sáng nay rất là mát mẻ, rất thích hợp cho việc đi bộ luôn. Không khí buổi sáng thật tuyệt vời. Cổng Bắc được xây dựng lần đầu tiên vào năm 1884 dưới thời nhà Thanh. Cổng Bắc là một trong những biểu tượng của Đài Bắc và là lời nhắc nhở về lịch sử lâu đời của thành phố này. Trên đường phố Taipei, bạn sẽ bắt gặp rất nhiều trạm xe đạp cho thuê màu vàng như thế này. Để sử dụng nó rất là đơn giản, bạn cần có số điện thoại của Đài Loan, tải ứng dụng Youbuy, tạo tài khoản và quét mã QR để thuê xe thôi. Chỉ vài bước đăng ký thuê xe đạp thôi. Tuy nhiên, tìm hiểu về cách chạy xe ở đường phố Đài Loan là một vấn đề khác. Điểm đến tiếp theo sáng hôm nay chính là The Rest House. The Rest House được xây dựng vào năm 1908 và ban đầu nó được sử dụng làm một cái chợ công cộng. Tòa nhà này được thiết kế bởi kiến trúc sư người Nhật Bản vào thời thuộc địa. Ngôi nhà này được cải tạo rất nhiều lần nhưng mà nó vẫn giữ được rất nhiều đặc điểm ban đầu. Ở đây có rất nhiều cửa hàng lưu niệm, quán cà phê, phòng trưng bày nghệ thuật rất ấn tượng luôn. Ngoài ra còn có các hoạt động văn hóa, nghệ thuật biểu diễn quanh năm rất là thú vị. Mình thực sự rất ngạc nhiên rằng địa điểm Rainbow Road này chỉ là một cái đoạn đường rất ngắn với những cái line màu rực rỡ như cầu vồng, nhưng lại cực kỳ thu hút du khách và kể cả mình cũng không là ngoại lệ. Phố cổ Yihua được xây dựng vào thế kỷ 18 dưới thời nhà Thanh. Ban đầu đây là một trung tâm thương mại quan trọng buôn bán trà, lụa và các hàng hóa khác. Ngày nay thì con phố này vẫn giữ được rất nhiều nét đặc trưng ban đầu, bao gồm những con hẻm hẹp, những ngôi nhà cổ kính và những cửa hàng bán đồ truyền thống rất màu sắc đặc trưng Trung Hoa. Phố cổ Yihua là nơi tuyệt vời để bạn đi dạo, mua sắm quà lưu niệm và đồ thủ công truyền thống ở đây. Một số mặt hàng phổ biến như trà, lụa, hải sản khô, đồ gốm, đồ thủ công mỹ nghệ rất nổi tiếng. Dọc con phố dài này là địa điểm diễn ra rất nhiều sự kiện văn hóa và lễ hội trong suốt cả năm. Gần như cả buổi chiều mình chỉ đi lang thang trong con phố này và ngắm nhìn mọi thứ, khám phá mọi thứ. Nó quá độc đáo và ấn tượng luôn. Đây là một quán mì có tuổi đời hơn 50 năm và được truyền qua 3 thế hệ ở Đài Loan, mà mình nghĩ rằng là bạn nên đến để tìm hiểu về món mì rất độc đáo này của Đài Loan. Mình chỉ vào tô mì của người địa phương đã ăn bên cạnh và yêu cầu một phần tương tự như vậy. Và ok, đây là phần ăn của mình. Phần này gồm mì, thịt heo, nội tạng của heo và hai loại nước chấm. Trông nó cũng hấp dẫn đúng không mọi người? Đây là một cái địa điểm rất tuyệt vời để ngắm hoàng hôn trên biển ở Taipei. Thời điểm thích hợp nhất là khoảng 5 giờ chiều bạn có mặt ở đây nhé. Với cái view toàn cảnh ở chỗ này thì chắc chắn là mình nghĩ rằng bạn sẽ rất là thích, rất là dễ chịu. Cũng có thể xem như là một cái chỗ thư giãn nghỉ chân tuyệt vời sau một ngày mà bạn đi lang thang khám phá Taipei. Không những thế, quanh đây còn có các cái quán ăn nhỏ, quán trà sữa, mini bar tạo nên một cái bầu không khí buổi chiều rất là náo nhiệt. Không chỉ có du khách mà người dân địa phương cũng đến đây để ăn uống vui chơi, tận hưởng không khí buổi chiều nắng đẹp. Ngay trước cổng vào chợ đêm Trao He là ngôi đình thờ Thiên Hậu cực kỳ hoành tráng và lộng lẫy luôn. Bạn nhìn xem, trần nhà được chạm khắc rất là cầu kỳ và tinh xảo. Ngôi đền được xây dựng bởi một đạo sĩ đến từ Phúc Kiến. Theo mình tìm hiểu thì lúc nào chỗ này cũng đông đúc người dân đến dân hương. Xin lá xăm may mắn và cầu nguyện cho việc làm ăn được thuận lợi tốt đẹp. Bà cũng cần biết thêm rằng ở Đài Loan thì có rất là nhiều đền thờ Thiên Hậu như vậy. Và ngôi đền nào cũng rất là lộng lẫy, tinh xảo và đông đúc người đến thăm viếng. Đây là chợ đêm Rao He, một trong những chợ đêm nổi tiếng và sầm uất nhất nhì Taipei. Một trong những trải nghiệm hàng đầu khi bạn đi du lịch Đài Loan chính là khám phá chợ đêm của người bản địa. Bạn có thể tìm thấy vô vàn những cái món ăn nổi tiếng ở trong các ngôi chợ này, rất nhiều đồ ăn ngon và đông đúc cũng không kém.
Rồi, chào mọi người buổi sáng. Sáng hôm nay thì mình chuẩn bị chuyển qua một khách sạn khác. Thật là lười biếng khi phải chuyển khách sạn, nhưng mà mình muốn có nhiều trải nghiệm hơn cho chuyến đi này. Thay vì đi tàu điện thì mình chọn đi xe bus, bởi vì nó là một cái giải pháp tốt hơn, bởi vì hành lý của mình khá là lớn. Khách sạn này thì nằm hơi xa trung tâm một chút xíu, mà hy vọng thì nó sẽ đẹp hơn và tốt hơn cái khách sạn cũ của mình. Khách sạn Monca nằm cách Taipei Main Station khoảng 15 phút đi xe bus và nằm ngay bên cạnh chùa Long Sơn, một ngôi chùa rất nổi tiếng ở Taipei luôn. Căn phòng của mình đây rồi, nó thật đẹp. Mình thích đó ngay cái ấn tượng đầu tiên. Qua cái ô cửa sổ này mình có thể thấy chùa Long Sơn bên cạnh đó, bạn có thấy không? Căn phòng này rộng khoảng 17m² và có khu tắm riêng biệt rất thông thoáng. Một giường kiên rộng rãi và thoải mái cho hai người luôn. Mình thực sự rất thích căn phòng này. Có lẽ mình may mắn đúng không? Nó dường như hoàn hảo theo mong đợi của mình, với cửa sổ rộng thông thoáng, không gian yên tĩnh và mọi thứ rất sạch sẽ. Xem bên này có gì nào. Đây là khu vực mini bar, cà phê miễn phí, nước suối free mỗi ngày luôn. Chúng được sắp đặt rất bài bản và trông rất đẹp, rất xịn sò nha. Còn đây là nơi rửa mặt, mọi thứ thiết kế rất là gãy gọn và chuyên nghiệp, mặc dù Monca chỉ là một khách sạn 3 sao thôi. Còn đây là máy lọc không khí nè, đầy đủ tiện nghi luôn ha. Và mình nghĩ là có lẽ người chủ khách sạn rất là chăm chút cho cái không gian của họ, rất là chu đáo. Trong này là khu vực nhà tắm rộng rãi, thoải mái, sạch sẽ. Mình không có lý do gì để phàn nàn cả, bởi vì nó mọi thứ nó quá hoàn hảo theo mong đợi của mình. Buổi sáng bọn mình kiếm một cái quán ăn nhỏ để ăn sáng trước khi bắt đầu một ngày mới với hành trình dài những cái điểm đến xa trung tâm. Khu vực khách sạn Monca của tụi mình thì không quá đông đúc và ồn ào như ở khu Ximending. Mọi thứ diễn ra chậm rãi và có nhiều không gian để bạn quan sát, hít thở không khí trong lành hơn. Nói chung trời buổi sáng hôm nay rất là dễ chịu, không nắng quá và cũng không quá là ồn ào khói bụi. Mình sẽ bắt đầu ngày hôm nay với cái một lịch trình khá dài và xa trung tâm thành phố. Điểm đến này chính là nhà tưởng niệm Tượng Giới Thạch, một điểm đến miễn phí mà mọi du khách đều đến để chiêm ngưỡng công trình kiến trúc rất độc đáo này ở Đài Loan. Sau khi Tượng Giới Thạch qua đời được một năm, thì để tưởng nhớ công lao của ông vào năm 1976, đài tưởng niệm mang tên vị tổng thống này đã được khởi công xây dựng. Sau 5 năm thực hiện thì công trình hoàn thành và trở thành là một địa điểm tham quan rất nổi tiếng mà chắc chắn bạn sẽ không thể bỏ lỡ khi đến Đài Loan, đặc biệt là khi đến Taipei. Và bây giờ, cùng mời mọi người cùng cô mình đi tham quan xung quanh ngôi nhà này để xem có gì độc đáo không nha. Điểm tiếp theo của lịch trình ngày hôm nay chính là làng cổ Cửu Phần. Từ khu trung tâm đến làng cổ Cửu Phần khoảng 1 tiếng 30 phút, di chuyển vừa bằng tàu và vừa bằng xe bus luôn. Và mọi thứ trở nên vô nghĩa khi bạn đói bụng. Và thật may mắn là bọn mình tìm được một cái quán cơm địa phương ngay gần trạm tàu điện luôn. Nó rất ngon miệng và lại rẻ nữa chứ. Một chuyến xe bus rất dài, rất lâu, đi từ khu trung tâm đến làng cổ Cửu Phần. Sau gần 1 tiếng hơn ngồi xe bus thì cuối cùng mình cũng đã đến đây rồi. Một con phố rất nhộn nhịp luôn. Mọi người ơi, đây chính là làng cổ Cửu Phần nè. Ok, bây giờ mình đi vào sâu bên trong ha.
Và đây chính là góc chụp hình đẹp nhất, đông du khách nhất ở làng cổ Cửa Phần. Nó nằm ngay đối diện với quán trà nổi tiếng của khu này, đó là quán trà Amay. Mọi người nhớ địa điểm này nha. Sơ được một chút xíu thông tin về làng cổ Cửa Phần để mọi người tham khảo nha. Làng cổ Cửa Phần là một ngôi làng cổ kính nằm trên sườn núi ở quận Rêu Phan, thành phố New Taipei, Đài Loan. Làng được thành lập vào thế kỷ 19 dưới thời nhà Thanh và từng là một cái trung tâm khai thác vàng rất sầm uất ở khu vực này. Ngày nay làng cổ Cửa Phần là một địa điểm đến rất là nổi tiếng, được biết đến với những con hẻm nhỏ, những ngôi nhà truyền thống trên vách núi và tầm nhìn hướng ra biển Đông rất là đẹp luôn. Phố cổ Cửa Phần là một nơi tuyệt vời để bạn đi dạo, khám phá những con hẻm quanh co, trải nghiệm những món ăn vặt được bán rất là nhiều trong khu vực này. Ở đây có nhiều cửa hàng bán đồ lưu niệm, đồ thủ công mỹ nghệ và đồ ăn vặt thì rất phong phú nha. Bạn cũng có thể thưởng thức trà chiều tại một trong những nhà trà truyền thống ở đây, có view nhìn ra núi hoặc ra biển rất là đẹp, đặc biệt là vào buổi chiều. Trình hôm nay là mình sẽ qua khu Tam Sui, tiếp theo là khu Kỳ Lung. Monca Hotel, Tam Sui, Kỳ Lung là ba vị trí tạo thành một cái tam giác, do đó việc di chuyển khá xa và tốn nhiều thời gian. Tuy nhiên là mình cũng không có quá nhiều thời gian để dừng lại lâu ở mỗi điểm. Đã đến ga Tam Sui với màu đỏ đặc trưng của lai tàu này. Mình đang sáng mua ở Family Mart rất là tiện lợi, đi đến những đất nước mà cửa hàng tiện lợi có ở mọi ngóc cách như Hàn Quốc, Nhật, Đài Loan thì là mình luôn tận dụng yếu tố này để giảm thiểu thời gian di chuyển tìm quán ăn rất là mất thời gian. Từ ga Tam Sui mình phải đi thêm một chặng xe buýt dài nữa mới đến khu Tam Sui ven biển, nơi mà nổi tiếng với cảnh biển rất là đẹp. Đến rồi mọi người ơi, khi mọi người thấy cái cầu tình yêu này có nghĩa là bạn đã đến rồi. Đây là cái cầu nối hai bờ biển rất là đẹp luôn. Quang cảnh biển đây thực sự rất là đẹp và yên bình luôn á mọi người. Nếu mà bạn đến vào đây vào lúc hoàng hôn thì mình nghĩ quang cảnh ở đây sẽ đẹp hơn ngay lúc này rất là nhiều lần. Du khách và người dân địa phương buổi chiều ra chỗ này ngắm cảnh rất là đông. Và lúc đó thì hàng quán xung quanh cũng nhiều hơn, nhiều lựa chọn giải trí và ăn uống hấp dẫn hơn lúc này rất là nhiều. Từ bến cảng Tam Sui, mình bắt xe bus đi ngược lại vị trí ga tàu điện Tam Sui và từ đó đi bộ qua khu phố cổ Tam Sui sầm uất, đầy dấu ấn lịch sử của Đài Loan. Trước đây Tam Sui từng là một cái hải cảng rất lớn và sầm uất nhất và ở Đài Loan. Vào thế kỷ thứ 17 thì nơi đây trở thành một cái nơi đóng đô của người Tây Ban Nha, sau đó là người Hà Lan và tiếp theo là người Nhật Bản chiếm cứ nơi đây. Điều đó chứng tỏ rằng khu phố cổ Tam Sui trước đây là một nơi buôn bán giao thương rất sầm uất. Đây là con đường đi bộ nằm phía bờ sông, song song với con phố cổ Tam Sui lúc nãy mà mình giới thiệu với mọi người. Ở khu này dành để đi bộ, đạp xe, hóng mát, buổi chiều ngắm hoàng hôn đây thì rất là tuyệt vời luôn và khu này vào buổi chiều rất là đông đúc nha. Đi xe bus một quãng đường dài từ phố cổ Tam Sui qua khu Kỳ Lung vào chiều muộn. Xe bus đổ ngay Maritime Plaza, mình tranh thủ đi dạo chơi một chút xíu trước khi đón một tuyến xe buýt khác để tiếp tục đi đến một điểm khác ở Kỳ Lung. Đó chính là cái điểm mà đẹp nhất mình mong chờ đón hoàng hôn chiều hôm nay. Đây chính là khu nhà nhiều màu sắc ở Giang Pin Port. Hầu hết du khách đến Kỳ Lung đều muốn ghé đến đây, nhất là vào lúc mặt trời lặn bởi vì quang cảnh lúc đó rất là đẹp như những gì bạn đang xem đây.
tối nay thì mình ghé một chợ đêm khác cũng nổi tiếng không kém ở Taipei, đó là chợ đêm Ningxia. Mình phải công nhận một điều rằng là các cái chợ đêm ở Taipei chỗ nào cũng đông đúc, chỗ nào cũng nhộn nhịp. Tuy nhiên về cơ bản thì mình thấy chúng không khác nhau mấy. Bạn có thấy khác nhau không? Mình mua vé tàu cao tốc đi từ Taipei đến Taichung trên website, vì thế trước ngày khởi hành thì là mình phải cầm cái mã QR code đó đến quầy vé để đổi sang vé cứng. Bạn lưu ý vấn đề này nhé. Hoặc là bạn cũng có thể mua trực tiếp tại quầy bán vé, hoặc là mua tại cái máy bán vé tự động, cũng rất là thuận tiện luôn. Trên đường về khách sạn thì mình lại ghé tiếp thêm một chợ đêm khác nữa, đó là chợ đêm Hoshi Night Market. Bởi vì chợ đêm này chỉ cách khách sạn Monka chỉ có 5 phút đi bộ thôi, rất là gần. Bạn thấy đó, Monka đúng là một khách sạn thuận tiện. Mình rất là hài lòng về khách sạn này luôn á. Hello, chào ngày mới. Mình bắt đầu ngày mới bằng một bữa ăn sáng ngon miệng ở trong khu chợ đêm Hoshi tối qua. Đây là món cháo ăn cùng với hải sản chiên, thịt chiên. Tất cả ở đây có giá khoảng 430 tệ, cũng không rẻ đúng không mọi người? Nhiều địa điểm để ngắm tòa nhà nổi tiếng nhất ở Đài Loan này, và đây là một trong những điểm như thế. Vị trí này rất là dễ tìm, nó nằm ngay gần tàu điện City Hall Station, bạn sẽ dễ dàng tìm đến đây. Sau đó thì bọn mình di chuyển đến một địa điểm khác để chụp hình với tòa tháp 101 và tình cờ đi ngang một khu chợ của người địa phương. Thật tuyệt vời là mình rất là tò mò xem thử người dân Đài Loan đi chợ hàng ngày như thế nào, mua sắm như thế nào, có khác ở Việt Nam hay không. Đến rồi mọi người ơi, đây chính là Huyan Park. Đây là cái điểm nắm tháp 101 rất là đẹp. Lúc này là khoảng buổi trưa, khu vực này rất là vắng vẻ, dễ chụp hình. Từ đây bạn có thể có tầm nhìn bao quát toàn thành phố rất là đẹp. Mà nếu có cơ hội để vào buổi tối ở đây ngắm thành phố, mình nghĩ chắc rất là xuất sắc luôn. Trưa nay thì mình sẽ di chuyển từ Taipei đi về Taichung. May quá vẫn còn tranh thủ ăn một tô mì bò siêu ngon. Ok, chào tạm biệt Taipei nhé, mình đi Taichung đây. Bye bye.